nhưng mà những gì đã xảy ra trong vòng 24 giờ qua đây thì có ý nghĩa như thế nào thì nhìn chung đó chúng ta thấy được là những gì xảy ra 24 giờ qua đó lúc mà chúng ta nhìn à, từng giờ từng giờ một thì đương nhiên có rất nhiều bạn lo lắng nhưng mà điều này cũng không có thay đổi được cái xu hướng chung xu hướng chung đó mà thường muốn chia sẻ với các bạn là chúng ta nhìn vào cái đường màu xanh này thì xu hướng chung đó thì những gì mà các bạn đã biết vẫn tiếp tục là sự thật có nghĩa là chúng ta vẫn tiếp tục là thấy bitcoin rời khỏi sàn nhiều hơn là nạp vào và xu hướng càng ngày càng ít bitcoin trên sàn hơn. Cũng tương tự các bạn thấy được là ethereum cũng như vậy, đường màu xanh này cứ tiếp tục đi xuống có nghĩa là những gì mà chúng ta biết vẫn là sự thật. Càng ngày càng ít ethereum, càng ngày càng ít bitcoin trên sàn hơn. Và chúng ta nhìn vào đây là tài liệu được chia sẻ bởi Benjamin Cohen thì Benjamin Cohen nói là chúng ta nhìn vào biểu đồ giá cả của BTC đi từ năm 2011 cho tới bây giờ thì những gì xảy ra ngày hôm qua đó nhìn chung thì chúng ta thấy được là chỉ là một cái gì đó mà chúng ta không nhìn thấy rõ trên màn hình nếu như chúng ta zoom ra chỉ là khi chúng ta đang sống trong cái thời điểm đó thì chúng ta lại cảm thấy được là đây là cái gì đó rất là khó chịu và làm các bạn lo sợ nhưng mà zoom ra các bạn mới thực sự thấy là cái giá cả của BTC đã có sự tăng trưởng như thế nào trong lịch sử và những gì xảy ra ngày hôm qua thật ra cũng không thấy rõ trong cái biểu đồ lottery mạch này của Benjamin Cohen. Nhưng mà đó là những gì mà được chia sẻ trên mạng. Thuận thì muốn chia sẻ cái biết cá nhân của Thuận liên quan tới những gì đã xảy ra. Đối với Thuận, các bạn thấy được là một trong những gì mà Thuận thường hay chia sẻ đó chính là trung bình giá. Trung bình giá vẫn là chiến lược mà Thuận đã theo đuổi bao nhiêu năm nay, không chỉ riêng trong thị trường crypto mà tiếp tục trong thị trường cổ phiếu. Và ngay cả trong thị trường cổ phiếu đó, bao nhiêu năm qua, chúng ta cũng đã từng thấy giống như là Do cơm bubble đó với còn nhỏ đi. Tuy nhiên là Thuận chưa có đầu tư, nhưng mà thời điểm giống như là năm 2008 đó khủng hoảng tài chính thì vẫn tiếp tục trung minh giá và trong vòng bao nhiêu năm qua đó thì cái số lượng cổ phiếu cái phần trăm tăng trưởng nó nó cũng đã rất là tốt rồi tại vì trung minh giá nhiều năm đầu chiến lược mà thường À, áp dụng đó với thị trường crypto và trong dòng à, thời gian là 5 năm qua cũng như vậy mà thôi thường mượn tiếp tục trung bình giá thị trường này cho nên á, thường không phải là một trader và thường chỉ lưu trữ spot mà thôi, có nghĩa là thường không có sử dụng đòn bẩy hay là futures, cho nên cái việc là thanh lý hay là giá cả đi xuống thường cũng không có lo lắng nhiều tại vì qua nhiều năm tích lũy đó thì các bạn sẽ có được một cái điểm vào trung bình cho nên lúc nào thường cũng chia sẻ với các bạn là trung bình giá là một trong những cách để cho các bạn có thể là theo thị trường này dài hạn tại vì thị trường này đó không ai biết được hôm nay và ngày mai nó sẽ khác nhau khi nào giống như là các bạn thấy là uh, trên uh, những cái mạng xã hội đó thì có rất nhiều người nói là bitcoin chuẩn bị Tăng mạnh Bitcoin trong vòng 1-2 ngày sẽ tăng hay là cái gì đó Nhưng mà thật ra có rất nhiều điều chúng ta không có quản lý được Giống như là các bạn thấy là đâu có ai biết được là hôm qua giá cả nó sẽ xuống mạnh như vậy đâu Và chúng ta cũng không thể quản lý được những cái thông tin nhờ liên quan tới biến thể dịch bệnh hay là dịch bệnh Hay là chúng ta cũng không thể quản lý được là Fed đó. trong cuộc họp 10 ngày tới đây sẽ nói những gì Những điều đó chúng ta đều không hoàn toàn quản lý được chỉ là các bạn phải có những cái lập luận đầu tư cho chính bản thân của mình Và các bạn phải tự hỏi là những gì đã xảy ra hàng ngày đó Thì lập luận đầu tư của bạn có còn vững chắc hay là không Rất nhiều bạn tham gia vào thị trường này đó có nhiều cái lý do khác nhau Như là các bạn có thể là tham gia vào thị trường này Tại vì các bạn tin tưởng Bitcoin là vàng 2.0 Các bạn tin tưởng là Metaverse là tương lai Các bạn tin tưởng à, là tiền sẽ tiếp tục in ra Các bạn tin tưởng thị trường DeFi Bất cứ lý do gì các bạn tham gia vào Thì khi các bạn thấy được là giá cả lên xuống gì thì câu hỏi các bạn phải hỏi là những gì các bạn tin tưởng là sự thật, có còn là sự thật hay là không. Và khi mà các bạn zoom ra đó để nhìn rõ hơn thời gian dài hạn thì thị trường liên quan đến là chứng khoán hay là bất động sản hay là crypto thì miễn thị trường đó là một thị trường mà có tiềm năng thì dài hạn các bạn thấy được là giá vẫn tiếp tục tăng và tiếp tục tăng. Cho nên những người mà có lợi nhiều nhất đó chính là những người mà có cái tầm nhìn dài hạn và có những chiến lược đi theo thị trường lâu năm chứ không phải là hôm nay ngày mai hay là tháng này tháng kia. có những gì bảo thường là thường có nghĩ là từ đây cuối năm đồng này tăng đầu kia đồng kia tăng hay không thì đương nhiên thường sẽ không bao giờ biết được giống như thường thường hay chia sẻ với các bạn là chúng ta cần phải có lập luận và lập luận của thuận liên quan tới thị trường crypto này vẫn không thay đổi thị trường này cho dù có tiếp tục đi xuống nữa cũng không thay đổi được lập luận đó cái sự dao động chỉ là giá cả mà thôi nhưng mà cái xu hướng chung là xu hướng mà thuận tin tưởng dài hạn Bitcoin thuận vẫn tiếp tục tin tưởng là một ngày đó sẽ đạt được 100.000 đô cho dù là từ đến cuối năm hay là qua quý 1 năm sau hay là quý 2 năm sau cũng không có quan trọng đối với Thuận đâu tại vì tư tưởng của thường là đầu tư dài hạn và Thuận vẫn tiếp tục nghĩ là Bitcoin sẽ trở thành vàng 2.0 Thường tiếp tục tin tưởng vào sự phát triển dài hạn của thị trường DeFi hay là thậm chí là thị trường NFT À, thường vẫn tiếp tục có những cái sự tin uh, tưởng đó và cho dù là Fed có đưa ra bất cứ một cái chiến lược nào thì uh, thường thấy được là uh, xu hướng dài hạn của tiền pháp định vẫn là tiếp tục bất giá mọi giá mà thôi đó là cái lòng tin của thằng cho nên những gì xảy ra cũng không làm ảnh hưởng đến chỉ là nếu như mà các bạn đã thích Bitcoin ở 65.000 mà những lập luận mà các bạn đưa cho bản thân mình uh, vẫn không thay đổi thì giá thấp hơn các bạn đăng lý đâu phải thích hơn chứ chúng ta lại thấp hơn đúng không? Thì đó là cái suy nghĩ cá nhân của thùng mà thôi thì thùng vẫn tiếp tục là chung mình giá vẫn là chiến lược thường áp dụng dài hạn. Cho nên những gì xảy ra ngày hôm qua thật sự cũng không có ảnh hưởng nhiều và nếu như các bạn sử spot thì đâu có ai mà có thể là thanh lý được các bạn đâu. Và một điều nữa đó là các bạn thấy rất nhiều những cái bài chia sẻ tương tự trên mạng thực ra cũng không có phải là sai nhưng mà nhiều người đó thì thích so sánh năm 2021 với năm 2017 và khi mà nó đã không có giống như năm 2017 nữa thì lại chia sẻ là có nhiều điểm giống như năm 2013. Tại vì các bạn thấy được là năm 2021 này đó, ngày 19 tới tháng 5, chúng ta có một cái đợt xuống giá là hơn 50%. Năm 2017 chúng ta đâu có đợt xuống giá nào hơn 50% đâu Nhưng mà lúc đó thì mọi người đã nói là nó giống như năm 2013 sự thật đó thì không ai biết được đâu, mỗi cái mùa Bollinger nó đều có cái đặc trưng riêng của nó. Chúng ta có thể thấy là một số điểm tương tự, nhưng mà thật ra nhìn lại đó thì chúng ta thấy được là cái mùa Bollinger này năm 2020-2021 đó nó có cái đặc trưng riêng của nó. Chúng ta nhìn vào đây là cái tài liệu tổng hợp bởi Benjamin Cohen thì các bạn thấy được có bốn đường, có bốn màu trên màn hình. Thì bốn cái đường này đại diện cho bốn cái mùa tăng trưởng. Đầu tiên hết là màu tím là mùa tăng trưởng đầu tiên. À, thứ nhì là cái đường màu xanh này là mùa tăng trưởng năm 2013 Kế tiếp là đường màu xanh lá cây là mùa tăng trưởng năm 2017 Và cuối cùng là cái đường màu cam bên dưới này là đại diện cho thời điểm hiện tại và chúng ta tính từ cái mức thấp của một cái mùa tăng trưởng tới cái mức cao nhất cũng như là đỉnh á thì điều đầu tiên mà chúng ta cũng đã biết là chúng ta đã gần kết thúc năm nay rồi thì khả năng rất cao là chúng ta sẽ thấy một cái chu kỳ dài hơn nếu như các bạn vẫn tiếp tục có lòng tin là giá cả vẫn chưa đến đỉnh thì sẽ kéo dài chúng ta sẽ thấy lý thuyết chu kỳ dài hơn nó sẽ chính xác ở thời điểm hiện bây giờ nhưng mà đó cũng không phải điều mà tôi muốn chia sẻ điều mà tôi muốn chia sẻ với các bạn đó là nhìn vào cái hình chung của những cái mùa tăng trưởng này đó các bạn thì được là cái sự lên xuống của mỗi mùa tăng trưởng thì các bạn thấy được là năm 2021 này đó thì cái xu hướng của giá cả di chuyển đó thì không có giống như năm 2013 cũng không giống như là năm 2017 và cũng không giống như là cái mùa tăng trưởng đầu tiên và thậm chí chúng ta so sánh mỗi một cái này với nhau chúng ta đều thấy được là khác nhau hoàn toàn cũng giống như là các bạn thấy được là năm 2013 đó mùa tăng trưởng đó đường màu xanh này nếu như mà lúc đó mọi người so sánh giống như là năm 2000 11 đó cái lần tăng trưởng đầu tiên thì nhiều người sẽ nói được là khi mà giá cả có cái sự đi xuống đợt đầu tiên này thì coi như kết thúc mùa tăng trưởng nhưng mà đâu có ai ngờ là 7 tháng sau giá cả lại đi từ uh, thường nhớ là khoảng chừng là 200 đô 300 đô lên thẳng tới 1.100 đô đâu rồi sau đó chúng ta mới đi vào mùa đông không ai có thể biết được thời điểm đó cũng như là năm 2017 đó cái đường mà màu xanh lá cây này các bạn thấy được là khi mà chúng ta thấy BTC lên tới 20.000 đô rồi bắt đầu là có cái xu hướng đi xuống khoảng chừng là 15.000 đô rồi 12.000 đô nhiều người lại nói là Bitcoin sẽ đi theo cái năm 2013 và chúng ta lại sẽ có một cái đợt tăng trưởng thứ nhì nhưng mà cuối cùng không phải chúng ta đã đi vào mùa đông rồi thì năm 2021 này cũng giống như là năm 2017-2013 chúng ta thực sự sẽ không biết được đâu cho đến khi nào mà cái mùa tăng trở nên kết thúc chúng ta mới thật sự biết được là năm 2021 này đó là cái xu hướng như thế nào. Có khả năng là 69.000 đô là đỉnh hay là không? Thì đương nhiên cái gì cũng có thể. Chỉ là đối với lại những cái chỉ số hiện bây giờ đó, thường không nghĩ đó là đỉnh. Nhưng mà cái mà chúng ta cần nên hiểu là ngắn hạn, không ai có thể biết được đâu, chúng ta chỉ có thể là tiếp tục cập nhật thêm thông tin. Và đó là điều mà tôi muốn chia sẻ với các bạn trong cái video này. Và rất rõ ràng, cho đến bây giờ cái đường màu cam này không giống như 13 cũng không giống như 17 nhưng mà một cái gì đó rất là phấn khởi tại vì không giống 13 không giống 17 thì nó sẽ ra sao đây có phải là chúng ta sẽ thấy một cái chu kỳ cực kỳ dài có khả năng là BTC tích lũy ở cái mức này một thời gian dài hay không thì đương nhiên là có thể có khả năng là chúng ta thấy là giá cả của BTC sẽ đi vào mùa đông nhưng mùa đông đó là dài bao nhiêu có thể đi mùa đông rất là ngắn cũng có thể hay là giá BTC đó đây là cái đợt mà đi xuống cuối cùng trước khi mà có sự tăng trưởng mạnh và tăng trưởng giàu năm 2022 cũng có thể. Điều mà Thuần tin tưởng là cái xu hướng dài hạn của giá cả của BTC chứ không có phải là trong thời gian vài tháng tới đây. Những mà nào mà theo dõi kênh hơn 4 năm qua thì cũng đã biết là cái tư tưởng đầu tư của Thuần dài hạn như thế nào có thể là 5 năm, 10 năm tới thông vẫn tiếp tục ở trong thị trường này và vẫn tiếp tục là có một cái số lượng tài sản lớn nằm trong thị trường này Nhưng mà điều đó cũng không nghĩ là các bạn lúc nào cũng bỏ hết tiền vào trong thị trường này Mỗi một người thì đều sẽ có một cái phần trăm rủi ro chấp nhận khác nhau và một trong những điều mà thường chia sẻ với các bạn ngoại trừ là chúng ta nên có những chiến lược dài hạn như là trung bình giá các bạn cũng nên có những chiến lược để mà chốt lời cho nên mỗi lần mà giá lên nên thường thường hay nhắc nhở các bạn là à, các bạn cần nên suy nghĩ đến là nếu như mà thấy hợp lý thì chốt lời chốt lời thường hay chia sẻ những lúc mà giá cả ở những mức cao thì tại sao các bạn cũng đã biết rồi thời gian ngắn hạn đó không mà có thể biết được đâu nhưng mà nào mà ở trong thị trường này dài hạn thì cũng đã quen với những cái lúc mà các bạn cần phải nên chúc lời rồi những bài nào mới đây cũng nên có những chiến lược chung bình giá hay là có những chiến lược chúc lời cho bản thân của mình và thuận đó thì không có chia sẻ những cái thời điểm mà Thuận mua thêm hay là chốt lời nhưng mà nào mà theo dõi kênh một thời gian nên cũng đã biết là trước đây đó thường cũng chia sẻ những lúc mà thằng thấy giá xuống thì thường là chia sẻ những cái video là Thuận mua thêm bitcoin hay là ethereum thì uh, nếu như mà giá không tiếp tục lên mà xuống nữa đó thì lại có nhiều người nói là tại vì theo Thuận mua cho nên mới bị lỗ hay là thuận làm gì thì sẽ có nhiều người phô mô theo cho nên thuận lại không tiếp tục chia sẻ những thông tin đó và có những lúc mà giá cả đang tốt Thuận chia sẻ là đây là thời điểm mà Thuận chúc lời Các bạn có thể lên trên channel của Thuận và tìm kiếm cái từ chúc lời Thuận đã nhắc tới chúc lời rất nhiều lần rồi Khi mà giá cả tốt mà Thuận lại đăng video chúc lời đó Thì nhiều bạn à, sẽ nói là có phải Thuận nghĩ đây giá đi xuống hay không Thì có thể là mình chúc theo Thuận đi Nhưng mà sau đó giá lại tăng Thì các bạn lại nói là tại vì chúc theo Thuận Mỗi người đều sẽ có một cái mức chúc lời khác nhau Và vì thế khác nhau nó sẽ làm ảnh hưởng đến khi nào các bạn cảm thấy là đủ Nhưng mà đối với Thuận đó, đầu tư đó không phải chỉ đơn giản là các bạn muốn có thêm và có thêm và có thêm mà đầu tư đó mục đích của mỗi người đều khác nhau mục đích các bạn là gì thì khi mà các bạn đã đạt mục đích đó thì các bạn cần phải ra những quyết định cho bản thân của mình như là nhiều bạn đầu tư chỉ đơn giản là muốn kiếm tiền để mà cưới vợ mua nhà hay gì đó bản thân thường đầu tư chỉ để cho cái mức nào đó thường cảm thấy là hợp lý để có thể có được một cái tự do tài chính phần còn lại đương nhiên sẽ tiếp tục đầu tư nhưng mà mỗi mục đích đều khác nhau mỗi vị thế của mọi người đều khác nhau cho nên không thể nào mà thường chia sẻ khi nào mà mua thêm khi nào chúc lời với các bạn thường chỉ có thể nhắc nhở các bạn mà thôi và một trong những điều rất là quan trọng mà các bạn cần phải để ý đến đó chính là năm 2022 này đó mọi người đều quan tâm đến crypto nhưng mà thường thì nghĩ là điều quan trọng hơn là các bạn nghĩ là thị trường chứng khoán sẽ ra sao nhất là chứng khoán của Hoa Kỳ tại vì thị trường chứng khoán của Hoa Kỳ dù muốn dù không cũng sẽ làm ảnh hưởng ngắn hạn đối với thị trường crypto cho nên điều quan trọng hơn là trong thời gian tới đây, thường sẽ dành thêm thời gian để mà chia sẻ với các bạn những cái thông tin liên quan đến chứng khoán. Có thể nhiều bạn cảm thấy được là không liên quan nhưng mà nó cực kỳ liên quan. Nếu như mà thị trường chứng khoán của Hoa Kỳ đi vào cái mùa downtrend đó, thì thường nghĩ là sẽ không tốt cho crypto đâu. Cho nên chúng ta sẽ tiếp tục chờ đợi à, thêm thông tin và thường sẽ tiếp tục tích cực chia sẻ thêm nhiều thông tin với các bạn. Chứ các bạn thấy được là xu hướng chung dài hạn đó, thì như thường đã chia sẻ với các bạn, các bạn thấy là vẫn có rất nhiều người bây giờ tin tưởng Bitcoin là vàng 2.0 là tương lai sau này là mọi người sẽ tích lũy Bitcoin chứ không phải là vàng Nhất là những người trẻ tuổi sau này họ sẽ lớn tuổi hơn và họ bắt đầu là tích lũy tài sản cho bản thân của mình Thì họ sẽ lựa chọn là Bitcoin chứ không phải đa vàng Đó vẫn là một trong những điều mà nhiều người tin tưởng Các bạn thấy được là DeFi vẫn là một trong những điều mà nhiều người tin tưởng Và thật ra thị trường DeFi bây giờ không còn đơn giản là các bạn mua đồng DeFi chờ lên bán nữa Mà thật ra có rất nhiều người có thể tìm kiếm được lợi nhuận đến từ những cái ứng dụng DeFi khác nhau các bạn landing hay là các bạn có thể là you farming vân vân thực sự kiếm được tiền và đây thực sự là một cái lĩnh vực mới mà ngân hàng cũng rất là quan tâm hay là các bạn thấy được là web 3.0, phong trào web 3.0 vẫn là một phong trào mà được nhiều người nhắc tới hiện bây giờ và rất là tin tưởng. Hay là các bạn thấy được là những thông tin như là ngân hàng vẫn tiếp tục tham gia vào thị trường này. Các bạn thấy được là những công ty vẫn tiếp tục lưu trữ Bitcoin, Crypto. Thậm chí các bạn thấy được có nhiều công ty còn lưu trữ cả Shiba Inu nữa. Và Metaverse vẫn là một cái trend mà nhiều nhà đầu tư lớn quan tâm đến cũng như là nhiều công ty mới đã tham gia vào ngay cả Facebook cũng đã có ý định là đi theo cái xu hướng này rồi hay là các bạn thì đều là công ty Square đổi tên thành Block những điều này vẫn đang xảy ra và những gì đã xảy ra ngày hôm qua đó thì hoàn toàn không ảnh hưởng đến cái xu hướng dài hạn và lòng tin của thuần vẫn tiếp tục đặt cái xuống dài hạn ngắn hạn giá cả có thể lên có thể xuống nhưng mà dài hạn vẫn là cái tâm nhìn của thuần hiện bây giờ và đây tất cả những cái thông tin mà thuận muốn mang đến cho các bạn trong cái video ngày hôm nay thuận hy vọng là các bạn nhận được nhiều giá trị trong cái video này và những người nào mà chưa có theo dõi thuận capital trên những cái mạng xã hội cũng nên theo dõi bằng cách là bấm vào cái link ở bên dưới cái video này để mà tìm thấy những thông tin như là telegram channel facebook và twitter các bạn theo dõi để các bạn có thể nhận được những thông tin mới nhất và nhanh nhất và những người nào mà muốn tìm hiểu những cái ưu đãi dành riêng cho cộng đồng của thuận capital thì có thể tìm hiểu bằng cách là bấm vào cái link ở bên dưới cái video này để mà tìm thấy những cái ưu đãi như là các bạn có thể được giảm 20% cái phí giao dịch khi mà tham gia vào sàn Binance cũng như là được giảm 5% cái phí giao dịch khi mà tham gia vào sàn FTX và những người nào mà muốn nhận những cái bonus khi tham gia vào những sàn như là sàn Paxillion XBT hay là các bạn có thể tìm hiểu bonus đến từ sàn Bybit và hiện bây giờ ra sàn Bybit có một cái bonus đó chính là lên tới tối đa là 3.500 đô khi mà các bạn nạp tiền lần đầu tiên cũng như là các bạn được giảm 10% cái phí giao dịch tháng đầu tiên. Những sàn như là Bybit hay là mua các bạn có thể bấm vào cái liên màu vàng ở trên màn hình để tìm hiểu rút tính hệ trade miễn phí cũng như là những sàn như là sàn Fx và nhưng mà nào mà sống ở Hoa Kỳ đây thì có thể tìm hiểu những sàn như là sàn Binance US hay là sàn Coinbase Cũng như là ứng dụng BlockFi đây là ứng dụng Lending có lại các bạn vẫn có thể nhận được bonus lên tới 250 đô Và đương nhiên Crypto Khoan rất nhiều bạn đã quen thuộc rồi Đây là cái ứng dụng hỗ trợ biểu đồ và phân tích dữ liệu on-chain Một lần nữa Cảm ơn các bạn dành thời gian để mà xem cái video ngày hôm nay và Thuận sẽ hẹn gặp lại các bạn trong cái video kế tiếp. Tạm biệt các bạn.